Nhật Tây Audio mến chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh review sản phẩm của chúng tôi. Thưa quý vị, chúng ta đang cần tìm cho mình một dòng loa karaoke di động công suất lớn để tổ chức những buổi tiệc ở ngoài trời hoặc là có thể là sử dụng ở trong nhà. Và hôm nay thì Nhật Tây sẽ giới thiệu cho quý vị chúng ta một trong những cái dòng sản phẩm Nhật Tây vừa nói cho quý vị ha. Và những cái dòng sản phẩm ở đây thì được Nhật Tây Audio set up và lắp ráp, nên khi quý vị chúng ta mua sẽ được mua hàng với cái mức giá tại nơi sản xuất quý vị nha. Và Nhật Tây rất vui cũng như là rất vinh dự khi được bàn giao cũng như là được phân phối ra những dòng thị trường, những dòng sản phẩm cao cấp và tốt nhất trong cái tầm giá ở ngoài thị trường đến với tay khách hàng. Và khi quý vị chúng ta dùng ok, dùng hay và trải nghiệm dòng sản phẩm này thật tốt thì đó là một trong những cái sự thành công của Nhật Tây, và Nhật Tây luôn hướng đến điều đó quý vị nha. Với phương châm thì luôn đặt cái quyền lợi của khách hàng cũng như là về cái chất lượng âm thanh với những dòng sản phẩm khác có cùng mức giá khác trên thị trường, thì Nhật Tây mong muốn là phải làm sao để hay hơn phải làm sao phải đạt được cái mục đích mà mình mong muốn, và phải làm sao khi quý vị mua hàng quý vị cảm thấy tự tin là tôi mua với cái giá tiền chừng đó nhưng hay hơn ở ngoài. Thì đó là một trong những cái điều Nhật Tây mong muốn và đi tới cái hướng đó quý vị nha. Hôm nay thì Nhật Tây sẽ giới thiệu cho quý vị chúng ta với những cái dòng sản phẩm có nhiều phân khúc giá, như những dòng loa đôi ở đây nè quý vị. Thì thật ra nó có nhiều cái phân khúc, thực ra là có hai phân khúc này. Một phân khúc là dùng cho loa kéo bình tích hợp bình ắc quy bo mạch công suất lớn 2W40 tủ đứng hoặc là tủ nằm. Một cái dòng loa là loa sân khấu được tích hợp vào một thùng loa di động có trang bị cục đẩy vang mic, và đó gọi là loa kéo điện. Thì có hai dòng như thế. Dòng đầu tiên là dòng tích hợp bình và bo đó, thì nó có phân khúc giá từ 5.9 triệu cho đến là 13.500.000 cho đến 11.000.000 quý vị nhé. 5.9 triệu này, 7 triệu này, 9 triệu này, 11 triệu này, thì chúng ta dùng những cái dòng loa là sử dụng bình trở lại. Còn ví dụ như chúng ta có cái tầm tiền cao hơn như là 13 triệu trở lên đi đúng không ạ, chúng ta có thể chọn dòng 13 năm, 16, 19, 21 ha. Thì hôm nay thì Nhật Tây sẽ đặc biệt giới thiệu cho quý vị chúng ta cái mẫu có phân khúc giá là 16 triệu, và giá này đã bao gồm chi phí giao hàng tận nơi cho quý vị luôn rồi ha, chúng ta không phát sinh gì thêm. Và khi giao hàng quý vị chúng ta được quyền kiểm tra thử hàng trước khi trả tiền nên là rất là an toàn luôn ha. Rồi bây giờ thì cùng tham khảo một số cái dòng mẫu cùng với Nhật Tây một chút xíu, thì sau đó Nhật Tây sẽ nhấn mạnh hơn đến những dòng sản phẩm trước mắt quý vị đây là 15 triệu, 16 triệu quý vị nha. Và đây anh camera cầm cái máy quay lên và mình sẽ tiến hành là giới thiệu đây nha quý vị. Đây là những cái mẫu sản phẩm mà Nhật Tây nói là có tích hợp bình ắc quy và bo mạch công suất lớn, nó vẫn lớn như thế, vẫn bự như thế, nhưng cái đồ của bên nó bên trong thì nó có tích hợp cho mình với một cái bo này. Bo này là bo có tích hợp bình và 2W40, vẫn là 2 chép, và kích thước thì gần như nó bằng so với lại cái thằng loa kéo điện thôi, nhưng về cân nặng là nó thua và công suất là nó không bằng quý vị nha. Dòng sản phẩm này từ 5.9 triệu cho đến là 11 triệu ha. Quý vị chúng ta cũng có thể là lựa chọn theo cái sản phẩm đó. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phân khúc là từ 13.500.000 trở lên, thì quý vị chúng ta sẽ sử dụng được cái dàn này như thế này này, là một cục đẩy này, một vang, một mic này, thì cái công suất của nó sẽ là gần như là hơn hẳn gấp đôi so với dòng sản phẩm bình thường khác. Chúng ta có thể là lựa chọn với nhiều màu sơn, màu xám, màu đen đấy, hoặc là thùng có phiên bản có nắp khóa ha. Đấy, và đây là thùng đen bạc quý vị. Và còn ngoài ra chúng ta cũng có thể là chọn cái mẫu thùng đứng đúng không ạ. Ngoài ra thì thùng đứng không thích thì muốn nổi trội hơn và yêu màu BU hơn thì chúng ta chọn thùng vân gỗ có hình thức như thế này, hoặc là chọn màu gỗ sang trọng đẳng cấp như thế này. Còn quý vị chúng ta thích sự nổi bật á, thì chúng ta cũng có thể là chọn thêm cái thằng màu vàng này ha. Đó, thì nếu như quý vị chúng ta muốn chọn lựa cái dòng sản phẩm trong phân khúc giá nào và thùng nào thì quý vị chúng ta liên hệ với Nhật Tây, bất cứ cái giá thành nào, chẳng hạn như 13.500.000 hoặc là 16 triệu, quý vị chúng ta đều chọn được những cái mẫu ở đây. Chỉ khác biệt một chút xíu là mỗi cái mẫu á, vân gỗ hoặc là mẫu này thì cái thùng nó cao hơn một tí, thì Nhật Tây sẽ cộng tiền vật tư vào ha, cộng tiền vật tư vào để mà cân đối dòng sản phẩm. Chẳng hạn như chọn cái phiên bản 16 triệu nhưng thùng vân gỗ thì nó sẽ ra là 16.500.000 và miễn phí vận chuyển giao hàng. Quý vị có nắm rõ cái vấn đề Nhật Tây chia sẻ không ạ? Tức là mình chọn cái thùng nào, ví dụ 16 triệu đúng không, và chọn thùng màu xám thì Nhật Tây sẽ ráp cái thùng này màu xám, chứ không phải là nhất định là cái thùng phiên bản đó nó sẽ đi với màu này. Nhật Tây muốn đưa ra nhiều sự lựa chọn cho quý vị như vậy, để vì mỗi người mỗi sở thích, chúng ta thích mẫu nào thì chúng ta chọn mẫu đó ha. Màu nào cũng có hết quý vị nha. Những cái màu ở đây thôi, chứ không phải là màu hồng, màu tím là Nhật Tây không có làm những màu đó quý vị nha. Rồi, bây giờ
thì Nhật Tây sẽ đến với lại cái video review chi tiết cái dòng sản phẩm có giá thành là 16 triệu quý vị ha. Và quý vị nào chúng ta muốn xem những dòng sản phẩm như là 13.500.000 hoặc là 19 hoặc là 21, 23 thì quý vị chúng ta liên hệ Zalo qua hai số điện thoại bên dưới màn hình này để Nhật Tây gửi những cái mẫu đó và gửi cái bản review chi tiết về dòng sản phẩm đó. Trong đó có phần test chất lượng nhạc, test chất lượng âm thanh karaoke cho quý vị chúng ta nghe luôn ha. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ đến với lại cái phiên bản này. Đây, trước mắt quý vị đây là mẫu phiên bản NT1002. Phiên bản này có giá bán là 16 triệu. Thì nó sẽ được tích hợp cho mình với một cái vỏ thùng bằng gỗ quý vị nha. Và trang bị bên trong thì gồm có hai loa bass 40, có từ là 190, côn 75, hai loa chép 450 ha. Thì bass và chép thì nó gần như là nó cũng là bass 190 và vẫn là chép 450, nhưng bass chép này nhập vào, tức là cái hàng này là hàng loại mắc tiền hơn so với lại cái thằng phiên bản có giá là 13.500.000. Và khi hàng mắc tiền hơn thì chúng ta sẽ nhận lại được cái âm thanh chất lượng hơn, cao cấp hơn. Và cụ thể như thế nào thì Nhật Tây sẽ có riêng những cái video gửi cho quý vị xem về cái chi tiết đồ ở bên trong quý vị ha. Còn hôm nay thì giới thiệu nhanh như thế để cho quý vị chúng ta đến với phần test nhạc và test chất lượng âm thanh. Một trang bị cho mình với một cái cục đẩy công suất 2 kênh, thì với mỗi kênh đánh được 700W thì chúng ta có thể là tải thêm cho một cặp loa full bass 30 như thế này. Đây, chúng ta hoàn toàn là tải thêm một cặp như thế này quý vị nha, để mà tăng thêm cái công suất cho loa. Đó, thì ưu điểm của thằng này nó hơn thằng 13.500.000 là như vậy. Còn thằng 13.500.000 thì không có tải thêm được nữa ha. Đấy. Tích hợp với một cái thiết bị vang cơ lai số ha. Vang cơ lai số có echo, reverb, chế độ chống hú trên vang. Và ở đây thì chúng ta sẽ được căn chỉnh với cái nhiều nút chỉnh giống như là về nhạc, về mic cũng như là về hiệu ứng tiếng vang, reverb theo cái sở thích của mình. Khi đó thì Nhật Tây sẽ gửi cái phần hướng dẫn sử dụng cho quý vị chúng ta xem, cái này tăng cái gì chỉnh cái gì và cái này tăng lên chỉnh cái gì ha, thì quý vị chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Đó. Rồi, tiếp tục nữa là về cái micro, thì ở đây thì Nhật Tây chọn dòng micro gồm có hai tay mic của Sidun quý vị ha. Đây là dòng mic tốt nhất trong tầm giá mà Nhật Tây chọn được cho quý vị ha. Đó, âm thanh của nó thì phải nói nghe rất là chuẩn và cái tiếng micro nghe phải nói rất là hay và giọng ca rất là trong và sáng quý vị nhé. Rồi, đó là về cái phần dòng sản phẩm 1002 có phiên bản là 16 triệu thì nó sẽ được tích hợp cái dàn đồ này. Khi quý vị chúng ta muốn dòng này đúng không ạ, mà trang bị qua thùng này thì nó được như thế này, nguyên cái dàn đồ của thằng này và được dời qua đây. Đó, quý vị thấy không ạ, đây này, nó cũng bằng giá đây. Nhưng mà cái thùng này thì nó mắc hơn 300.000. Tức là cái thùng ván ép này nè thì nó cao hơn 300.000 thì nó sẽ thành là 16.300.000. Đó, tiền vật tư thêm 300 thì người ta sẽ cộng vào ha, chứ không cộng thêm cái phí gì nữa. Đó, thì thùng này thì nó được trang bị cái nắp khóa. Đó, quý vị thấy không ạ? Đó, nắp khóa và chúng ta sẽ bảo quản tránh trẻ em chỉnh này ha. Thì chúng ta sẽ sử dụng nó sẽ tiện lợi hơn. Đó, thì mỗi người mỗi sở thích mà. Nhật Tây thì riêng bản thân Nhật Tây thì một người biết chỉnh âm thanh. Và khi Nhật Tây giao về quý vị thì Nhật Tây có chụp hình lại rồi. Nên Nhật Tây sẽ chọn cái thùng này để mà hiển diện cái dàn đồ ra cho mọi người cùng thấy. Chứ còn đậy ra hết thì người ta cũng không có thấy được cái dàn máy của mình. Thì 9 người thì 10 ý, mỗi người thì một sở thích. Thì quý vị chúng ta thích cái dòng sản phẩm nào, mẫu mã nào thì quý vị chúng ta hãy liên hệ để mà chọn lựa theo cái mẫu sản phẩm mà mình yêu thích ha. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng trải nghiệm cái chất lượng âm thanh và karaoke cùng với Nhật Tây. Và đây là một video mà Nhật Tây phải nói là review rất là chi tiết, rất là cụ thể với hình ảnh và âm thanh thực tế được phát ra từ trong loa, truyền đến cái máy quay và truyền đến loa điện thoại của quý vị. Dĩ nhiên rồi, nó sẽ không bằng được cái quý vị chúng ta đang ở đây và nghe nhạc. Bởi vì khi truyền qua như thế thì âm thanh nó bị hao hụt đi rất là nhiều. Nghe bằng tai mới là nghe thật. Còn khi truyền qua như thế thì cái loa của quý vị này, chẳng hạn như cái loa điện thoại của quý vị, nếu mà ra âm thanh không hay thì nó cũng sẽ dẫn đến là phát cái loa này ra không hay đâu quý vị ha. Nên chúng ta nếu mà có tai nghe đó thì chúng ta nên đeo tai nghe vào để mà cảm nhận cái thực tế nhất có thể quý vị ha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trải nghiệm nhạc nha. Vô. I'm not afraid to die.
Thank you.
Thì Nhật Tây hoàn toàn không có biết hát quý vị nha. Bài hát này thì lần đầu tiên hát thôi. Và quý vị cảm thấy thế nào ạ? Quý vị có cảm thấy là nếu như quý vị hát thì có sẽ hay hơn Nhật Tây hát không ạ? Cái đó là chắc chắn là nếu như quý vị biết hát cái bài này thì sẽ hơn thôi. Bởi vì Nhật Tây chọn những cái bài hát là mình không biết, mình thử giống như một cái vị khách bình thường thôi. Chứ không phải chọn những cái bài chuyên để mà hát cho quý vị nghe ha. Với cái chất lượng âm thanh như thế và chất lượng karaoke công suất lớn như vậy thì có đủ đáp ứng cái tiêu chí của quý vị không? Nếu như quý vị cảm thấy đủ ok thì hãy liên hệ với Nhật Tây qua hai số điện thoại bên dưới màn hình này để mà ủng hộ cho Nhật Tây quý vị nha. Và khi quý vị chúng ta ở xa mua hàng đó thì quý vị chúng ta sẽ được gửi cái video hướng dẫn sử dụng đầy đủ về cái cách dùng, cách căn chỉnh và cách đặt vị trí loa như thế nào để hát cho hay và không bị hú quý vị nha. Và hơn nữa thì quý vị chúng ta nếu ở trong các khu vực như thành phố Hồ Chí Minh này hoặc là Long An hoặc là Tiền Giang thì quý vị chúng ta cũng có thể đến cái showroom của Nhật Tây ở tại ba chi nhánh trên. Và chi nhánh thứ nhất thì ở số 85 đường Hà Huy Giáp, phường Thành Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Và chi nhánh thứ hai thì ở tại tuyến tránh quốc lộ 50, ấp Phước Đông, xã huyện Cần Đước, tỉnh Long An quý vị nhé. Và chi nhánh thứ ba thì ở tại chợ Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Và quý vị chúng ta có thể là đến đây để mà trải nghiệm những cái chất lượng dòng karaoke của Nhật Tây Audio. Và hơn nữa quý vị ở trên toàn quốc thì chúng ta cũng có thể là đặt hàng online. Khi quý vị chúng ta đặt hàng thì sẽ được đơn vị vận chuyển giao hàng đến tận nơi. Chúng ta có quyền kiểm tra thử hàng trước khi trả tiền.
nên thành thử là cũng rất là an toàn cho quý vị nha. Và ở đây thì với cái chất lượng, Nhật Tây mong muốn đem lại cái trải nghiệm cho quý vị chúng ta với một cái chất lượng âm thanh tốt nhất trong cái giá tiền, để từ đó quý vị chúng ta có thể là thấy hát hay, bạn bè tới sử dụng, ok, thì quý vị có thể là giới thiệu thêm cho Nhật Tây quý vị ha. Rồi, cái phần review chi tiết của Nhật Tây tới đây cũng hoàn tất rồi. Một dòng sản phẩm công suất lớn, di động được và có thể là dùng trong nhà ngoài trời, đáp ứng được những cái tiêu chí của quý vị, thì còn chần chờ gì nữa quý vị ạ? Chúng ta vui lòng liên hệ với Nhật Tây một lần nữa qua hai số điện thoại bên dưới màn hình này để mà được tư vấn cặn kẽ hơn, chi tiết hơn về những cái hình thức thanh toán nhận hàng quý vị ha. Rồi, cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Nếu quý vị cảm thấy hay và hữu ích thì rất mong quý vị chúng ta hãy like video cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ một cái món quà tinh thần cho Nhật Tây ha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video review tiếp theo. Bye bye.